Rồi xin mời, hôm nay món chuối nướng này là của hai bé My và Nhi, dành cho tất cả ekip chúng ta. Sau khi mà hoàn tất quá trình đợt 11 phát 1.000 phần quà, mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Chúng ta ăn chuối để chúng ta thích ăn. Bánh chuối ngon quá. Ngon quá. Đúng không? Các bạn cẩn thận nghe, có bấm máy cho nghe, lát cũng có nha. Lắm giờ mà nha em. Trời ơi, chuối ngon quá. Ai à, ngon quá trời. Nó đi ở kiểm tra cái. Winnie, cái này mà có thêm miếng nước cốt dừa nữa ngon. Đúng rồi, thêm miếng nước cốt dừa nữa. Nhiều nhiều nước cốt dừa mới ngon. Đậu hông ha. Thêm miếng nước cốt dừa nữa. Đậu hông đâu gà, có chuột ăn rồi. Miếng ngon nữa. Ok, bắt được quay, bắt đang dạy này. Chú Chung làm việc có trách nhiệm lắm. Gán chạy về. Giao đoàn ta giữa đường, cái sợi dễ giờ quay phim không giao, bỏ chạy về luôn. Đó à, chồng trách nhiệm mà. Làm chồng trách nhiệm mà, chẳng hoài. Sau khi những ngày mà đi phát quà này cả nhà, hôm nay là cả ekip tự hưởng này cả nhà. Ăn chuối. À, để quý vị biết không, đặc biệt chuối này không phải là chuối bình thường, mà chuối này chuối của các mạnh thường quân đã tài trợ được mấy tấn á. Cái ekip đi dành bữa giờ của chào á, người ta đã chín được rồi, cho nên ekip bên đây xong ăn chuối. Nói để dành cũng quá luôn nha, tại hôm bữa. Chuối này là chuối thôi, học nói đi nha. Sao chú Quân bữa giờ đi đi giao rồi, chú Quân thấy thế nào, chú Quân cho ý chú Quân. Dạ. Thì có nhiều cái đường mà nó nằm ở mình đi, mà ví dụ còn khoảng chừng cây máy nó quẹo phải là tới, mà gặp em mấy cái chốt mà phải hoành vô cái dòng mượn để người đá và đi hoành ra, gặp mấy người dân hỏi người dân sẽ nói là cái đường này đi không được á, trong đây bị chặn hết rồi, phải quốc hoành ra lại quốc lộ đi qua luôn nha. Không mà nhà hoành tới hoành lơi thì vậy mới hết xăng chứ. Chứ mà nhà gì cũng đành đường luôn. Nay là sao khi hết dịch rồi có thể chạy xe đơn, chạy đất kinh. Nghe nó có chỗ nào mà quành tới 6 cây số phải không? Dạ. Có cái chỗ đúng nào đó? Ở đường Nguyễn Di Sóc. Nguyễn Di Sóc, Nguyễn Di Sóc. À, tưởng Sóc, Sóc thiệt. Chứ gần nhà không? Đứng sát bên nhà mà không giao được không? Vậy là em giao trên áp đó, để là mình bận qua là quẹo phải là tới rồi. Nhưng mà nó dứng nguyên cái chốt đó, mình quành ra lại đi đường khác. Nhưng mà người ta nói là không đi được, mà em phải quành trở lại nguyên quốc lộ với cái đường mà từ đầu em mới quẹo vô á. Đầu bắt đầu đi từ ra đường ngõ, bắt đầu quành ngược lại qua bên kia. Chua chát quá chua. Mà nghe nói gặp công an cũng hành nữa anh. Công an hành quá mà. Dễ cùng biết để đi đường. Để đi đường. Không biết là mấy bé của chúng ta đang hỗ trợ hết sức thật tuyệt vời trong cái 1.000 phần quà đặc biệt hôm nay. Bốn bé chúng ta với bé bên đây nữa hỗ trợ rất là tuyệt vời, anh biết có ý kiến gì ạ? Cái gì nè, còn có ý kiến gì trong suốt quá trình mà đây có Phi làm từ thiện? Con thấy là muốn là đó là cái gì lớn nhất do đến cho gia đình và thế giới này, đó chính là sự thật sao không? Vì vậy trong cái lần cuối vừa tháng này, con đã cùng cô Kim Phương Lan và đã đăng ký ra một vợ tranh của cô Phi và các gia đình thân vàng và những người mọi 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 người. Dạ, cũng lên dạng. Thế tới ngày hiện tại bây giờ là con có ổn không? Chắc chắn là con tính không ạ? Chắc chắn là con tính không ạ? Con trả lời, dạ có. Cho nên là gia đình chúng ta làm tới ngày hôm nay. Nhưng mà thật sự thì
tới ngày hôm nay sau 1000 phần quà thì cả nhà chúng ta mọi người ai cũng rất là khỏe mạnh. Hiện nay không có ai bị Covid hết cả. Cho nên chúng ta cảm tạ ơn Chúa rất nhiều. Ekip của Red Coffee Kim Song Lo rất khỏe mạnh cả nhà. Cảm ơn Chúa nhiều lắm. Rồi Kim Song Lo có đôi lời gửi đến tất cả gia đình mình. Chú Chim là Phương Trung và Tiên Anh Dung và em Quân và bốn đây là hai bốn hậu vệ bốn hậu vệ trẻ này trưởng thành rồi, con cũng trưởng thành rồi đó. Bốn hậu vệ đây là bốn hậu vệ của Kim Song Loan, đây là hai nam hai nữ đó, rất là dễ thương cả nhà. Khi mà ra củ quả về là ngồi lặt hết, lặt mà cái như là không có than gì hết á, mà mệt rồi cả nhà. Ngoài không có thang gì hết á, nhưng mà còn mày ekip bốn một vệ này của Kim Song Loan còn có cô hàng xóm và gia đình của ngay chị hàng xóm nữa, nhưng mà rất tiếc vì giãn cách cho nên không dám mời, không dám tập trung chồng quá. Rồi còn một qua anh Minh Trị xe hơi và một em và anh Lê Trung Tính. Cũng là một mạnh thường quân chuyên chạy về xe không đồng đã hỗ trợ chở ra củ quả. Rồi một em gì nữa? Em Bình. Rồi một em gì nữa? Liêm ở bên. Tất cả mình còn 4 người nữa đó. Trong nhóm của mình ngồi tất cả đây là 4 người nữa đó cả nhà. Với hai cô hai bên nữa, một người chị một người cô nữa, là mình điếm về ekip mình cũng khoảng một mấy người hả? Đây là chín rồi. Có gì đấy nè, đây là dơ cho con đi chung nữa, đi Na Nhung nữa, hai còn sắt khác nhau. Kiên chở cả một thời gian đi ngoài đường, quý vị. Nhưng mà mọi người rất là vui vẻ cả nhà. Chính xác. Có nắng, có mưa, có công an, có Covid luôn, giao trực tiếp những cái phần thuốc cho các bệnh nhân bị F0. Nhưng mà bên ekip thì không quản ngại, bởi vì ekip biết rằng đó là những người bị bệnh và họ đang cần thuốc, cho nên ekip sẵn sàng giao tới tận nơi. Hôm nay là cả nhà mình là đủ 1000 phần quà rồi, cho nên mọi người ngồi đây tự thưởng cho mình và tâm sự với nhau sau khi đã hoàn thành 1000 phần quà. Giới thiệu phần thuốc chị F0. Của chị F0 hôm nay thì còn khoảng 100 phần nữa là đủ 330 phần đó cả nhà. Là bây giờ còn khoảng 100 phần đó, chiều nay ta điện thoại cho Minh Hoa với Phương Đi Chung xin quá chừng. Nhưng mà khi mà gọi đến thì không có nói mình Covid, mà nói Phương Đi Chung ơi, Kim Song Loan ơi, sốt quá rồi cho thuốc uống. Cho nên Kim Song Loan, Phương Đi Chung dám lại vậy đâu. Sốt nhưng mà phải thử coi là có Covid hay không, mình uống được cả nhà. Thì Kim Song Loan có đây là gửi đến một lần nữa là Kim Song Loan cảm ơn Mạnh Thường Quân, tất cả cô chú anh chị đã hỗ trợ Red Coffee và ekip Kim Song Loan từ đầu tới bây giờ là mấy tháng rồi, Kim Song Loan gần 10 tháng nha. Từ lúc là mình nấu ăn tới giờ. Mình nấu ăn là Tết đó. Đó, còn trước Tết chúng ta làm rồi. Trước Tết, đúng, chính xác. Trước Tết là chúng tôi cũng đã làm, nhưng mà ngay Tết là đêm 30 Tết là cũng bắt đầu đi phát. Suốt những ngày đi phát suốt từ 30 Tết cho tới mùng 10 Tết. Cả ekip vừa nấu những cái món ăn, nấu cơm có, bún có, rồi thậm chí bánh ướt ha. Mình nấu bánh ướt. Bánh tôm. Bánh tôm, đúng rồi, chính xác. Đó, để mình gửi cứ mỗi một lần như vậy, gửi có nước rồi có phần thực phẩm để dạ. Cho tất cả mọi người. Đây là hai chai đẹp và hai gái đẹp là chuyên đóng gói đó cả nhà. Đó, có gì. Chuyên đóng gói đó. Chuyên đóng gói và thậm chí là chở chạy xe chở những cái thùng thực phẩm gì để gửi đến tận tay những bà con khó khăn cơ nhỡ ở ngoài đường. Thì Kim Song Loan cũng xin thưa rất là cảm ơn các mạnh thường quân của chú anh chị hỗ trợ tới thời điểm này. Thì Song Loan có thể tính sơ sơ là trên dưới khoảng 400 triệu đồng cái nhà xuống. Tới mà khoảng hết 1000 phần quà đây là khoảng 400 triệu đồng. Thì sắp tới mình sẽ có mạnh thường quân hỗ trợ đợt 12. Thì bây giờ nếu muốn có đợt 12 hay không là phải do tấm lòng của chúng ta cầu nguyện đến Chúa như thế nào, thì Chúa sẽ ban ân phước đổ xuống cho chúng ta. Khi mình cầu nguyện Chúa thì Chúa sẽ ban phước tuôn tràn cho chúng ta. Ở đây Kim Song Loan rất là thương ekip của mình, tại vì tất cả mọi
mọi người làm việc cho Ecofi, ekip Kim Sơn Loan làm việc rất chân tình, không quản ngại khó khăn, không sợ dịch bệnh. Phương Minh Trung cũng có gia đình, Kim Sơn Loan cũng có gia đình của mình, thì chẳng sợ gì hết. Mọi người cứ cùng nhau mà làm. Nếu như chúng ta sợ cho bản thân mình, suy nghĩ cho gia đình mình thì chúng ta sẽ không làm được việc như vậy. Mà muốn đẹp làm được việc như vậy thì chỉ có tấm lòng của Chúa ban cho chúng ta. Để chúng ta có một đức tin rất là mạnh liệt thì chúng ta mới dám làm việc đó. Cho nên Kim Sơn Loan một lần nữa cảm ơn Chúa rất nhiều đã bảo vệ em giúp em của Phi. Và Kim Sơn Loan xin chân thành cảm ơn các nhà tài trợ rất nhiều. Vì tấm lòng của những cô chú anh chị nhà tài trợ như vậy cho nên em giúp góp phần bỏ công sức mình ra làm, không quản ngại trời mưa hay trời nắng, hay là thậm chí cả không ăn cơm cả nhà. Thật sự ekip Phương Đi Chung là thường xuyên không ăn cơm, và trong ekip tất cả mọi người thường xuyên không ăn cơm trong 7 ngày qua, trong một tuần qua. Còn Tina Nhung ở đây nè cả nhà, là phụ nữ ấy, mà chuyên chở một lần thì mấy lần Kim Sơn Loan có chuyên này ba từ đợt lắm, chở 15-20 phần trên xe. Rồi đi tới công an là coi như công an kêu xét giấy là bắt đầu tự móc ra đưa tùm lum hết, công an sợ quá cho đi luôn. Rồi sao bóc lột trẻ. Cho nên là mọi người rất là vui sau khi làm xong Tết cái thời điểm này, Tết hôm nay thì tất cả ekip đều rất vui vẻ. Và Kim Sơn Loan xin thay mặt tất cả các ekip gửi lời đến Mạnh Thường Quân, cảm ơn Mạnh Thường Quân rất nhiều rất nhiều. Trời, Phương Đi Chung quá lời cũng nói. Thật sự nói gì hơn là chỉ một lời duy nhất là với cái ý chí của ekip và với cái nỗ lực tâm huyết của ekip, chỉ mong là mang đến được một quà cho tất cả những anh chị chúng ta ở khắp mọi nơi của Việt, luôn luôn có được những phần quà và mang đến cho quý vị một cái bữa cơm no ấm, bữa cơm hạnh phúc, là để quý vị luôn luôn có sức khỏe trong cuộc sống với cái tinh thần là tương thân tương ái, chia sẻ với nhau. Và dù là cái phần quà không lớn là bao, nhưng mà đó là cái tấm lòng của ekip muốn dành tặng cho tất cả quý vị, cũng như thay mặt cho tất cả các thành viên để mang đến cho tất cả quý vị, mong rằng quý vị chúng ta hãy đón nhận một cách nồng nhiệt hơn và để ekip có thêm nhiều động lực một cách tốt hơn. Mình có vui buồn gì trên quá trình chia sẻ khi mà giao lưu tới đó, có ai làm gì em vui không, có ai làm gì em buồn không? Có mấy lần em giao độ sorry. Mấy lần em giao độ thì bác nói là thấy em đeo cái khẩu trang, mà tại em đeo khẩu trang thường á, thì mấy bác nói là mấy bác mới nói là thôi em đừng có đeo khẩu trang này, thì em mới tới dùng cách ly F0 rồi, em đeo khẩu trang nó không bảo vệ sức khỏe. Thì cô bác nó cũng cho bảo cũng học khẩu trang 3M đeo cho bảo vệ bản thân của mình để mình làm cũng không bị buông dài. Khoan 3M là gì? Là mặt mũi miệng phải không? Khẩu trang 3M có bữa thì cũng lại giao cái mấy chị hỏi là em có lấy tiền không? Bao nhiêu vậy em? Phí bao nhiêu? Em nói là không, chiếc xe em là chiếc xe không đòi. Thì mấy chị nói là thôi gì chị gửi cho em chị còn xin. Là lấy giờ em đi đường bỏ này em xin cho nó an toàn không? Rồi em cho chị Lâm hỏi là em hợp tác với hỗ trợ cho Ray em giúp Kim Sông Loan mà em đi chở cộng đồng gì cho hỏi thì em đâu nữa sao đi cưng? Dạ em được anh chị hỗ trợ. Được anh chị hỗ trợ. Anh chị nào? Anh chị nào? Chúa hỗ trợ. Chú hỗ trợ thì sang nhanh đúng không? Dạ. Những cái cảm tạ ơn Chúa nữa. Đã hỏi mấy bữa em mấy cô kia mấy chú điện thoại thì hỏi đi em đi mấy dùng cái F0 này nào anh có sợ không? Chú em cũng cười nói câu em không sợ được em đây em không có chú. Nhưng mà tới hôm nay là đã khẳng định là mình có bị nhiễm tới đâu. Dạ em nói chung là sớm em tuần nào cũng đi test á, bởi vì nói chung là mình cũng phải giữ an toàn, tại vì kiến mình muốn cái chỗ này, cái sự thiện nguyện cái dịch này mình cũng biết tới khi nào mà nó chấm dứt, nhưng mà nói chung là mình phải bảo đảm sức khỏe mọi người để mình làm việc lâu dài, không phải một ngày một bữa. Nói chung thì em ấy rất dễ thương cả nhà.
em Quân rất là dễ thương khi mà em ấy làm cả nhà có tin không, sáng mà em ấy đi giao cho tất cả các chú anh chị á, em ấy tới quán Việt Coffee mở bóp ra cho Kim Song Loan coi, trong bóp chỉ có 3.000 đồng bạc. Kim Song Loan hỏi em ấy nếu như vậy đi thì tiền đâu đổ sang đi vui mà. Không tiếc khoe luôn. Không, cái bóp em ấy lúc nào cũng không sạch, cái bóp rất là sạch. Biết được quý vị, rất là sạch. Bóp sạch thật sạch. Dễ nha cả nhà, giao tới ai là vui vẻ, dù là thậm chí thật sự cái này là Kim Song Loan xin nói đơn lời tâm sự tí xíu chứ không phải là phiền hà gì. Có những lúc Phương Thị Trung, Tina Nhung, em Quân đi giao nhiều khi tới đó gọi điện cho người nhận á, phải gọi 3-4 lần thật sự, gọi tới gọi lui, rồi cái nơi đó là bị cách ly đó, cho nên là vô không được, rồi chỉ đường chạy tới chạy lui, phải gọi điện tới luôn. Rồi nhiều khi chạy mua chở đầy xe cả nhà, còn phải chạy tới chạy lui, rồi người ta chỉ, nhiều khi cái người nhận quà nhận mà còn muốn quạo với mình nữa cả nhà đó. Cho nên là Song Loan muốn tâm sự là ekip của đây có phim Song Loan làm rất là chân tình, đến đưa đến những món quà đến cho cả nhà mình bằng một cách chân tình và tình yêu thương của Chúa nằm ở trong đó đối với gia đình mình. Từng gia đình một khi mà gửi đến cho nên rất là trân trọng khi gửi món quà. Rồi Tina Nhung có gì để chia sẻ không? Hai bạn nè. Dạ biết nói gì vậy? Dạ, có cũng có vui cũng có mà buồn cũng có lắm, nhiều chuyện mực cũng có mà mực cũng có vui cái gì vui cái gì chẳng hạn vui nè không hay là vui cái gì vui thì nhìn thấy hoàn cảnh người ta là mình thấy đúng hoàn cảnh khổ quá mình là mình thấy mình cho được rất là vui. Còn nhiều cái hoàn cảnh đó, buồn đó là có gì nè, lên lỡ một cái nhà rất là 4 tầng lầu nghĩ sao sinh 5 phần gọi là sao là mình có buồn không? Ở cái salon sao bảo chụp hình lại cho tôi không, không có chụp hình được, chụp hình lại là không được. Buồn thiệt á. Buồn thiệt, bởi vì những cái đó là có đợt 12 đó, xin anh chị nào có xin thì phải đúng người, đúng việc, đúng khổ là ở đây, khi salon sẽ diệt hết và mình cũng sẽ diệt hết. Còn nếu mà thật sự mà lỡ đã mà 4-5 tầng đầu là ở đây là khu mình đầu xuôi nha. Mong rằng cả nhà mình xem được cái video clip này, nghe Tina Nhung tâm sự. Nếu ai hoàn cảnh của mình có thể nha, Kim Song Loan nói là có thể mình tự xoay sở được thì vui lòng để những cái phần quà đó cho những người đang khó khăn và họ cần thiết. Kim Song Loan muốn chia sẻ như vậy. Thì mong cả nhà nếu mà có đợt 12 như Tina Nhung có thì cả nhà mình nên chia sẻ những cái phần quà đó đến những người thật sự khó khăn. Xin phép tiếp lời của Tina Nhung. Thực sự thì về cái tình trạng mà cái đó phải nói là rất buồn, bởi vì có nhiều người khá, họ khá thiệt chứ không phải khá giả. Có những người khá giả thì mình không nói, mà những người khá thiệt mà vẫn xin. Và hiện nay ở trên tình trạng trên mạng là đã bóc phốt rất là nhiều trường hợp gia đình khá giả, khá thiệt chứ, gia đình khá thiệt có đầy đủ đồ nhưng mà vẫn lên trên cộng đồng mạng kêu gọi xin xỏ. Chúng tôi thực sự không biết rằng họ suy nghĩ như thế nào, họ tại sao lại là ích kỷ như vậy, tại sao họ lại suy nghĩ chỉ cho bản thân mình, trong khi có những người họ bỏ hết công sức không sợ những cái nguy hiểm để làm cho cộng đồng, mà lại có những người ích kỷ chỉ suy nghĩ cho bản thân mình, không hỗ trợ mà lại còn xin xỏ lấy những cái phần như vậy. Có nhiều người thực sự họ khó khăn nhưng họ nói là họ có khả năng, họ làm được, họ có thể tự trang trải được, họ không nhận. Khi mình ekip chúng tôi hỏi thì họ nói có rồi, cứ gửi cho những người khó khăn hơn. Thực sự chúng tôi rất cảm kích vì những cái tấm lòng, những cái tinh thần của họ như vậy. Thực sự rất thương quý vị. Đó là những cái tấm lòng mà mình trong những cái hoàn cảnh khó khăn nhất, khổ nhất, hay có thể nói là tới những hoàn cảnh mà gọi là sống chết tới nơi, mới thể hiện được cái bản chất của con người. Khi mà chúng ta tới cái hoàn cảnh đó là bản chất con người như thế nào thể hiện hết. Cho nên là ở đây nếu quý vị nào có khả năng, xin vui lòng chúng ta nhường cho những người khó khăn hơn. Cái đó chúng tôi kêu gọi thật sự, bởi vì chúng ta phải
nỗ lực, phải hết lòng với những người khác. Chúng ta phải biết san sẻ, không phải giữ cho bản thân mình. Nói thật, ekip ở đây khi mà đoàn về, chúng tôi phải bỏ công sức ra, phải đi tìm mạnh thường quân, tìm nhà tài trợ, tìm nơi để mua thực phẩm. Mà quý vị biết không, mua thực phẩm không phải đơn giản. Chúng tôi phải giành giật, phải gọi là tìm tất cả những nơi mà có thể mua được và đi chở về. Chở về tới nơi chúng tôi phải xử lý rau củ quả, phải xử lý xong rồi chúng tôi mới phân loại. Và khi mà chúng tôi cho xong, quay lại trong nhà không còn gì. Thậm chí có những người như là hồi sáng ngày hôm qua, cho những người gọi là những người cuối rồi đó, thậm chí trong nhà có gì chúng tôi cũng cho thêm sữa hay là hột gà hay trứng hay gì đó, mặc dù cái đó là không có trong những phần quà. Nhưng mà chúng tôi biết rằng đó là những cái hoàn cảnh ở xa, họ ở xa, cho nên là chúng tôi gửi sao. Chúng tôi phải cố gắng mỗi một quận như vậy, chúng tôi đi cho một ngày, đi đã hết một ngày. Cho nên là mỗi khi mà chúng tôi ekip đi tới nơi, điện thoại mà các anh chị không bắt máy thì chúng tôi bắt buộc phải đi tới điểm tiếp theo, chứ chúng tôi không thể mà chờ. Và khi mà đã đi rồi thì chúng tôi qua quận khác, chúng tôi không thể trở lại cái chỗ đó. Cho nên là chúng tôi phải làm sắp xếp theo trình tự như vậy. Và khi mà chúng tôi đã giao, chúng tôi sắp xếp những cái đơn vị, những cái điểm mà xa, chúng tôi đi sao. Cho nên biết rằng họ xa mà một phần quà vậy, chúng tôi cảm thấy xót. Cho nên là có những cái gì ở trong nhà, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ thêm cho. Và thậm chí khi mình cho xong, nhìn lại trong nhà cũng không còn gì để ăn, là chúng tôi phải đi mua của mình. Cho nên là chúng tôi kêu gọi tất cả những người mà chúng ta có khả năng, chúng ta nên suy nghĩ khi mà xin những cái phần. Bởi vì có nhiều hoàn cảnh rất là khó, họ thuê nhà ở, họ ở dưới tỉnh lên thành phố Hồ Chí Minh, họ bị mất lao động, mất việc, ở thuê nhà trọ, không có tiền để trả tiền nhà trọ, và họ còn phải kiếm phần thực phẩm, cho nên họ khó khăn. Còn có nhiều anh chị gia đình có nhà ở ngay tại thành phố Hồ Chí Minh, gia đình khá mà lại đi xin. Chúng tôi thực sự, chúng tôi khi mà người ta kêu gọi khó khăn thì mình sẵn sàng mình làm hết, bởi vì Chúa đã kêu gọi mình phải làm cho những người khó khăn. Nhưng mà khi chúng tôi giao tới nơi, những người thật sự không khó khăn như vậy, chúng tôi cảm thấy bất nhẫn. Cho nên là chúng tôi ở đây thì cũng một vài trường hợp thôi, nhưng mà nó làm chúng tôi cảm thấy buồn vì cái điều đó. Cho nên cũng mong muốn rằng thông qua video này thì những anh chị nào mình có khả năng thì mình nên nhường lại cho những người khó khăn hơn. Đó là một vài tâm sự của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý. Xin mừng lại cho ekip. Cái này nói chung cũng hơi bức xúc quá, cho nên là mở luôn. Các anh chị thân mến, để đạt được những cái phần quà cho chúng ta như vậy, thật sự là Chúa đã chạm lòng tất cả mạnh thường quân để hỗ trợ cho tất cả bà con khó khăn có được phần quà như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng cầu nguyện Chúa, cảm tạ ơn Chúa đã ban thực phẩm cho chúng ta, và cũng cầu nguyện để mà lần thứ 12 này Chúa sẽ chạm lòng những mạnh thường quân để ban thêm thực phẩm cho chúng ta. Nếu như cả nhà có xem được video này thì cả nhà mình hãy cùng nhau cầu nguyện cùng ekip Ray Coffee và Kim Songline để xin Chúa ban phước cho chúng ta. Tại vì cái đây là ekip của Kim Songline cầu nguyện là để cầu nguyện Chúa. Nhưng mà cả nhà, nếu như người nào khó khăn và muốn để hỗ trợ trong cái kỳ 12 này thì cả nhà mình cũng xem cái video, nhớ cầu nguyện thì Chúa mới ban phước cho chúng ta nha. Khi ai cần thì cầu nguyện Chúa bạn thì Chúa mới ban phước cho chúng ta. Mời cả nhà cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Trời, một Chúa Con đứng vĩ đại, đứng Chúa Trời toàn năng của chúng con, Cha như phụ ba vĩ đại chúng con, xin Cha hãy và chúng con trong điều này, chúng con xin yêu thương Cha, đứng lời cầu nguyện trong lấy lòng chúng con. Này Cha, là Cha yêu thương chúng con, điều đầu tiên chúng con xin cảm tạ Cha vì Cha đã luôn bảo vệ chúng con trong đợt từ thiện này.
tại quán Race Coffee này, cha đã mang hương điển lên từng người chúng con để chúng con không bị bệnh, cũng như là chúng con có thêm được sự vững vững chãi đức tin và chúng con bước tiếp trên con đường thực hiện chương trình này. Chúng con tin tưởng là tại nơi cha, và chúng con biết rằng luôn có một đấng bảo vệ chúng con. Chúng con chẳng sợ nghe nguy gì mà chúng con vẫn tiếp tục vẫn bước, bởi lẽ chúng con biết đó là điều mà cha sai bảo chúng con. Chúng con có thể giúp được những người khác, chúng con có thể đem những phần quà này đến cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Như Chúa đã nói, làm từ thiện chúng ta cho cha vinh hiển, và chúng con biết được điều đó. Chúng con làm theo lời mà cha đã chỉ dạy. Chúng con biết được là cha đã ban ơn điều cho gia đình này và cho những người ở đây. Bởi lẽ đó mà chúng con biết được rằng mình cần phải chia sẻ cho những người khác. Bởi nhờ những phần quà như vậy, thông qua đó chúng con có thể truyền tải thông điệp đến cho những người ngoại, những người chưa biết Đức Chúa Trời vĩ đại của chúng con là ai. Cũng như Ephesians đoạn 2 câu 8 và 9, cha đã nói bởi ân điển và đức tin mà anh em được cứu. Và điều đó là bởi Đức Chúa Trời, mà không phải vì bất cứ ai, để chẳng ai quen mình. Chúng con biết được điều đó, chúng con chẳng dám nói rằng là những ân điển đó của chúng con, mà những ân điển đó chính là những món quà từ cha. Cha ban cho chúng con và cha sai chúng con chia sẻ cho những người khác. Lạy Đấng Thần Nhân của chúng con, trong chương trình giờ này chúng con cảm nhận được sự hiện diện của cha. Chúng con đem vào tay này để chúng con thờ phượng, và cũng như là chúng con tôn vinh cha. Cha là Đấng vĩ đại và Đấng toàn năng. Chúng con sẽ chẳng là gì nếu chúng con thiếu Ngài trong cuộc đời của chúng con. Ngài luôn ngự trị trong mỗi chúng con, và đức tin của chúng con tăng trưởng lên từng ngày. Cha luôn hiện diện ở bên chúng con. Cha là cái khiên bảo bọc chúng con. Chúng con luôn được hàng hữu ở dưới chắc của Ngài. Ngài sẽ chẳng chối từ ai, mà bất cứ ai trở lại với Ngài, Ngài đều vui vẻ đón nhận và bao bọc họ bằng tình yêu thương của Ngài. Cảm tạ cha đã luôn cảm ơn chúng con trong bây giờ, hiện tại và cũng như tương lai. Chúng con luôn mong cha hãy tiếp sức cho chúng con, dù cho có gian nguy gì, chúng con chỉ biết cầu nguyện và nương tựa mọi sự thành nơi cha, bởi lẽ Đức Chúa được nên. Cha sẽ luôn luôn cho chúng con biết được dấu hiệu và cũng như là những gì chúng con phải làm. Chúng con sẽ chẳng bao giờ quên được ân điển mà Ngài đã ban cho, và chúng con sẽ dùng nó mà để chúng con tiếp bước theo lời của cha dạy, cũng như là lời của cha. Chúng con sẽ cảm tạ cha về mọi điều tại những kiếp này. Chúng con xin cảm tạ cha, và chúng con xin được thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Lạy Cha con lên trên trời, danh Cha được tôn thánh, vương quốc Cha được đến, ý Cha được nên ở trên như trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay và mỗi ngày. Xin Cha tha tội cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội những cùng chúng con. Xin Cha để chúng con bị cám dỗ, xong chúng con có được điều an, điều tốt, quyền vinh hiển, điều phục cho Cha đời đời của ông mà ngày nay. Hallelujah. Yeah. Tìm một con đường. Ngày qua ngày, đời nhiều vấn nghi, lạc loài niềm tin, sống không ngày mai, sống quen không ai cần ai, cứ vui cho trọn hôm nay, rồi cuộc vui ta, mọi người bước đi. Một mình tôi về, nhiều lần ướt mi, chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới.
và con tim đã vui trở lại. Tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời. Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi và con tim đã vui trở lại và niềm tin đã dâng về người. Cho tâm hồn nguyện yêu mãi yên người mà thôi. Ngày buồn đã qua, mọi lỗi lầm cũng được thứ tha. Tình yêu đã đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới. Và con tim trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời. Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi và con tim đã vui trở lại và niềm tin đã dâng về người. Cho tâm hồn nguyện yêu mãi yên người mà thôi. Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối, tôi vẫn không sợ hãi gì vì người gần bên tôi mãi. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào. Và con tim đã vui trở lại và niềm tin đã dâng về người. Trọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Trọn tâm hồn nguyện yêu mãi.